thức dậy vào 4:30, bắt đầu cuộc sống của một người lính, liên tục chạy đuổi theo các chế độ trong ngày. Đối mặt với nhiệm vụ đầu tiên, gác đêm. Ngày trong quân ngũ trở nên quá dài với những cô gái. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Những nội dung tiếp theo sẽ ngày càng khắc nghiệt hơn. Sau đây chúng ta tiến hành kiểm tra đồng chí xin. Đây chân của đồng chí Dung đây. Sau lại quay ra bên ngoài như này. Chân đồng chí Mai. Sau như này. Cốc ở đây là trên này làm gì? Khăn mặt ở đây làm gì? Tất cả đồng chí sổ sách sắp đặt ở đây. Đồng chí Ngân đây, sổ sách thường chứa đồng chí không sắp đặt là thời gian cho đồng chí sắp đặt đồng chí xin đúng thời gian 3 phút đồng chí phải sắp đặt là bắt đầu. Người đeo công ty cho tên giá. Chú còn giá. Hôm nay là buổi đầu tiên chúng ta tiến hành kiểm tra sáng. Mặc dù công ty thời gian dậy rất sớm, chăn gấp rất nhanh gấp, nhưng mà cái độ tỉ mỉ là chưa được cao. Trong quân đội là phải để những sự tỉ mỉ cụ thể trong từng công việc. Chuyện nhỏ bỏ qua được thì những chuyện lớn cả cũng vẫn có thể sai. Trước khi tiến hành chào cờ, tôi kiểm tra được học 10 lời thề của 4 đồng chí chiến sĩ mới. Đồng chí Giang, đồng chí học được 4 lời thề thứ mấy? Đồng chí Mai. Sáng ngày mai, các đồng chí sẵn sàng gọi lên để tiến hành đọc lời thề trước cờ. 4 đồng chí rõ chưa? Rõ. Cảm thấy rất là tuyệt vời khi mà được đứng trong cái không khí như vậy và mặc đồ rất là thiêng liêng. Đồng chí Đào Văn Dung, đó, lên vị trí đọc lời đây, đó. Chúng tôi, quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam, lấy danh dự người chiến sĩ cách mạng, xin thề dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc. Một, hy sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu thực hiện một nước Việt Nam hòa bình, độc lập và xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Xin đây! Xin đây! Hai, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên, khi nhận bất cứ nhiệm vụ gì đều tận tâm, tận lực, thi hành nhanh chóng và chính xác. Xin đây! Xin đây! Bảy, đoàn kết chặt chẽ với nhau như ruột thịt trên tình thương yêu giai cấp, hết lòng giúp đỡ nhau lúc thường cũng như lúc ra trận, thực hiện toàn quân một ý chí. Xin thề! Xin thề! 9. Khi tiếp xúc với nhân dân làm đúng 3 điều lên: kính trọng dân, giúp đỡ dân, bảo vệ dân, và 3 điều răn: không lấy của dân, không dọa nạt dân, không quấy nhiễu dân,
để gây lòng tin cậy yêu mến của nhân dân, thực hiện quân với dân một ý chí. Xin thề. Xin thề. 10. Giữ vững phẩm chất tốt đẹp và truyền thống quyết chiến quyết thắng của quân đội nhân dân, luôn tự phê bình và phê bình, không làm điều gì hại tới danh dự của quân đội và quốc thể nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xin thề. Xin thề. Đầu tiên, công chí thực hiện động tác tháo hộp tiếp đạn. Vị trí đặt, công chí đặt ở vị trí phía bên phải, từ phải qua trái. Miệng hộp tiếp đạn hướng vào bên trong thân người. Công chí đặt vị trí phía bên phải. Công chí kéo lại về phía sau. Tháo bệ pháo nòng sau, công chí thực hiện động tác tháo pháo nòng. Ốp nó tay trên và bị trí đồng điện thoại lắp súng. Cái gì các ông chí tháo ra sau thì các ông chí thực hiện động tác lắp trước, là thực hiện động tác ngược lại. Lần đầu tiên tiếp xúc với súng, nhưng các cô gái của chúng ta tỏ ra khá thích thú. Mặc dù có khá nhiều chi tiết đòi hỏi đến sự khéo léo và sức mạnh của đôi tay, nhưng với sự tiếp thu và nắm bắt khá nhanh, họ cũng đã sẵn sàng bước vào hội thao. Thưa bác, các chị Huy, chúng tôi đã chuẩn bị xong. Báo cáo ai tháo xong? Báo cáo đồng chí chỉ huy tháo xong hết. Ai là người tháo xong? Báo cáo đồng chí chỉ huy, tôi Nguyễn Hương Giang tháo xong hết. Đồng chí báo cáo lại 3 lần. Báo cáo đồng chí chỉ huy, tôi tháo xong hết. Báo cáo đồng chí chỉ huy, tôi tháo xong hết. Báo cáo đồng chí chỉ huy, tôi tháo xong hết. Báo cáo đồng chí chỉ huy, tôi đã tháo xong hết. Tiếp theo, phần thứ hai thực hiện động tác nắp súng. Chuẩn bị nắp súng. Bắt đầu. Báo cáo đồng chí chỉ huy, tôi đã lắp súng xong hết. Phần thứ hai, lắp súng. Hello, báo cáo đồng chí tôi đã chuẩn bị xong hết. Báo cáo đồng chí tôi đã lắp xong hết. Đồng chí chú ý là vị trí cái nắp vào đúng cái vị trí tránh trượt đấy. Đồng chí Bách nên kiểm tra súng. Đồng chí Bách chú ý đặt súng vị trí.
với quá trình tổ chức luyện tập. Khi thực hiện nội dung sử dụng súng, các đồng chí phải chấp hành nghiêm quy tắc bảo đảm an toàn. Tuyệt đối các đồng chí không được quay súng và hướng vào vị trí, đặc biệt như đồng chí Bách vừa rồi. Nên hỗ trợ là đồng chí phải đứng ở vị trí phía sau, trong khi không được đứng ở vị trí phía trước. Liên quan đến công tác an toàn, đây là quy định trong quân đội. Nhìn do vậy các bộ phận công chí lưu ý, mặc dù điều kiện thời tiết nắng nhưng công chí thực hiện nội dung nào cũng phải theo đúng điều lệnh, phải theo đúng quy định, không phải mệt mỏi một chút nào công chí bỏ qua. Chính là những lúc mệt mỏi nhất là dễ xảy ra mất an toàn nhất, nhưng do vậy là công chí phải lưu ý. Cơm khô thế, em cảm thấy cơm càng ngày càng khô luôn ấy, hay là muốn thử sức mình vậy trời? Để lâu quá. Tại mình ăn rồi. Em mời mọi người ăn, xin lỗi em đói quá. Mời mọi người ăn nha. Chỗ này sẽ là em trực đấy. Trực lát đấy. Cẩn thận lắm nhá. Ngất thiệt chứ bộ. Lúc đó chị nói chị không có đúng mật mã rồi chị làm cái gì á? Chị bảo nó đứng lại, nó không đứng thì vật thiếu nước mà quỳ xuống xin nó chứ còn như nào nữa. Nhưng không ai xin nữa. Sợ chết được luôn, thiệt hôm qua ghê lắm luôn á, cảnh tượng mà hả? Sợ ma nhất, nó xấu nhất trong đầu mà nó hiện ra. Tắt đèn nó thôi mà cảm thấy hả, xương mà nó bay mờ. Nhưng mà lúc em nhìn thấy ai là em chạy kiểu một đập bề hồng. Không phải là nhìn thấy ai mà là thấy đối tượng á, cái xong mày kêu nó đứng lại nó không đứng. Cái bà này á, bà nói là khi mà gặp người á thì em sẽ ở lại để khống chế người đấy. Đứng lại. Đồng chí đứng lại. Giữ lấy em về gọi người nhá. Ơ không được mà. Kìa. Em bảo tôi sợ ma mà bà gắng chịu đi, tôi chạy về tôi mát thôi. Bỏ tay. Hồng học nữa. Mình đứng ở đây cũng lắm rồi chị. Nước. Mình nước ở đâu? Uống canh đỏ. Nước canh ngon. Canh nước mà. Thịt. Uống không? Uống canh không? Em là cái chai á. Uống canh không? Chung đi. Chung một chén hả? Không có gì hết. Cùng vitamin và chất điện giải. Ngọn tuyết mà tự nhiên từ thảo mộc giúp thành lọc bên trong, tươi tắn bên ngoài, lại còn giữ dáng. Ngon mấy chứ em cắt hẳn mà. Được không? Ui, ngon luôn. Ngon, nước ngon. Chị có thể uống hết nồi này. Thôi tội lắm. Cứ mỗi lần mà ăn vô cái bắt đầu nó tiêu. Người đừ xong cái bắt đầu cái nó tiêu. Nó tiêu xong cái nó đói. Kỳ thế cơ chứ. Cho nên là ngồi học 10 điều luật đến tối kiểm tra kìa. Mọi người cố gắng ăn nhanh lên, xong lên nghỉ thì cho nó mình. Em bài. Ấn được về trước à? Nó bốc mùi à? Mùi chua. Ớ gì cái quạt này nó đứng lại nhỉ? Lại là ngất hết mọi người. Em thì nóng cũng được, nhưng mà cái giường mà không êm thì không có thể ngủ nổi. Đau người lắm. Bây giờ mới 12 rưỡi à? 1 rưỡi đúng không? 1 rưỡi em kêu dậy cho. Không. Em không bao giờ ngủ chưa. Sau hơn một ngày trải nghiệm trong quân ngũ, với sự dồn dập của các thử thách và cái nóng gay gắt của thời tiết đã khiến cả bốn cô gái của chúng ta có phần thấm mệt. Hy vọng giấc ngủ trưa sẽ lấy lại sức chiến đấu cho họ để sẵn sàng với các thử thách tiếp theo. Hôm nay, theo kế hoạch, tôi đảm nhiệm huấn luyện cao trí bài kỹ thuật ngụy trang. Thì sau đây, mời các đồng chí tiếp tục quan sát hai đồng chí mẫu đã chuẩn bị sẵn trước hành động của mình để thực hiện các cái nhiệm vụ. Đứng dậy. Đứng dậy. Đứng dậy. Ui, đụng đậy lên mắt em giật cả mình. Mày giống thế rồi chứ. Ừ,
sưu tập làm dụng. Thật ra không nhìn thấy cái đấy là người. Thế anh lại đứng lên răng bất ngờ và nói là wow, không ngờ là có hóa trang này nó thực sự là nó có tác dụng chứ không phải là không. Tự bôi được mà, cái này tự bôi được. Có bôi mặt không? Bôi hết đi, hầu hư da. Nhung chưa kỹ đâu. Tí lần sau mà bôi lên lần sau chân trắng này kia là tí bôi kiểu gì? Không ảnh hưởng gì. Mạnh dạn lên. Bôi mặt xoa lên, xoa bình thường. Sau tí bôi kỹ vào, sau đó chờ cho nó khô, nó ngụy trang không nó chảy ra đấy. Mặt đang trang điểm có sao ạ? Bên kia có tham được đúng không? Xoa đi, xoa. Đấy, xoa nhanh đi. Đừng để nó bị rời rồi vừa bẹt. Xoa cho nó một ghế đi. Đừng có để liền đó. Đây, để chị bôi. Chân chó rõ hơn tí. Chị. Bây giờ mặt. Lên. Lên. Lấy ít thôi, đừng lấy nhiều. Phần sau quay nữa. Có người chân chim chân chó, người vô đen và người vô đất. Cái này to quá. Cũng chán. Báo cáo đồng chí chỉ huy, sau khi ngụy trang xong tôi cảm thấy rất tự tin và có thể sẵn sàng chiến đấu. Mình chọn cái kiểu hóa trang như thế tại vì mình thấy nó rất là ngầu, rất là cool và nó rất là quân đội. Yếu tố bí mật của đồng chí như vậy được chưa? Yếu tố bí mật của đội tôi như vậy có thể tạm chấp nhận được hết. Tiếp theo tôi tiến hành giới thiệu các đồng chí động tác kỹ thuật vận động. Chú ý trong quá trình vận động, các đồng chí không được nhấp nhô làn sóng. Trường hợp có ánh trăng có thể phát ra tiếng động hoặc là nhấp nhô trong quá trình đi, địch có thể phát hiện ra ta. Dừng tay. Ui dào. Khi thực hiện động tác tiến, nhấc người lên và đồng thời đưa người về vị trí phía trước. Hiện. Cứ như vậy nhẹ nhàng, nhích từng bước để tiếp cận khu vực mục tiêu của đảm nhiệm. Cho thấy những động tác này là những động tác rất khó và đòi hỏi kỹ thuật và thể lực rất cao. Báo cáo đồng chí chỉ huy, tôi sẽ cố gắng thực hiện được. Tôi cảm thấy rất khó và đòi hỏi mình phải cẩn thận và nhẹ nhàng. Đồng chí thực hiện được bao nhiêu động tác? Báo cáo chỉ huy, tôi thực hiện được động tác đi khom với lại động tác ngồi xuống. Ngồi xổm. Động tác bò xổm hai chân một tay hoặc bò xổm hai chân hai tay, không có động tác ngồi xổm. Mình biết rõ chưa? Rõ. Còn động tác nằm ngang thì tôi chưa chắc. Không có động tác nào nằm ngang, chỉ có động tác trườn. Dạ. Chỉ tập trung vào. Còn động tác cuối cùng thì đồng chí Mai chú ý vào. Động tác cuối cùng thì đồng chí có thực hiện được không? Dạ. Dạ. Tôi sẽ cố gắng. Tất cả về tư thế sẵn sàng chiến đấu. Đồng chí nhóm trưởng nhóm 1. Lên vị trí nhận nhiệm vụ. Điện. Chân làm sao mà rung thế? Trong quá trình vận động, các đồng chí chú ý quan sát có thể địch gài bẫy. Đồng chí rõ chưa? Rõ. Điện. Đồng chí nhóm trưởng nhóm 2. Có. Lên vị trí nhận nhiệm vụ. Rõ. Khi phát hiện thấy mục tiêu, cắm cờ, đồng chí nhanh chóng báo cáo tình hình. Đồng chí rõ chưa? Rõ. Các đồng chí chú ý không được đi ra chính đường mòn mà đi vào lợi dụng men bờ của đường mòn. Đồng chí Giang chú ý, hiện nay lực lượng địch tuần tra canh gác đã rời khỏi khu vực. Đang làm gì đúng không? Đồng chí chú ý, trong quá trình vận động, đồng chí phải có người yểm trợ và người vận động.
xong chưa? Nuôi được chưa vậy? Các ông chí đã đảm bảo an toàn, tiếp tục vận động tiếp cận mục tiêu. Các ông chí không ho, không phát ra tiếng động. Nhanh chóng cho nhóm cơ động về vị trí tập trung. Trung đội chú ý, thành hai ngang. Đồng chí Nhung trong hàng. Đang, đồng chí đang nhìn bên phải. Cho em thở chứ đừng thôi, em nhìn dỗ chứ. Đồng chí có tiếp tục được không? Không ạ. Chia trao súng cho đồng chí Khang. Các chị đang gióng hàng. Mình biết được cái cơ thể của mình nó đang đòi hỏi cái gì, và trong cái lúc mà gặp tình huống như thế thì mình biết là mình cần phải xin phép và cần nghỉ một chút, nhưng mà trong cái lúc đấy mình không thấy nản lòng hoặc là dừng tại đó và cố gắng hồi phục sức khỏe cho nhanh để mà có thể tiếp tục tham gia. Là người đi đầu, tôi luôn luôn chọn những điểm gốc cây có che chắn bằng tầm với cả người để ẩn nấp, nên tôi không lo sợ. Tôi vấp phải bom và thật sự là tôi biết nếu mà thật sự ở ngoài tôi đã chết rồi. Có một đồng đội bị hy sinh thì tôi cảm thấy rất chùn bước hết. Gặp ở ngoài đời thường thì chắc có lẽ tôi cũng sẽ gặp tai nạn rồi. Trong quá trình chiến đấu, các đồng chí phải trải qua 5 giai đoạn. Giai đoạn 1, chiếm lĩnh vị trí chuẩn bị tiến công mục tiêu. Giai đoạn 2, áp sát mục tiêu. Giai đoạn 3, kiểm tra cửa lỗ bắn. Giai đoạn 4, gây nổ đánh vào bên trong. Giai đoạn thứ 5, ẩn tránh và phát triển chiến đấu. Khi có lệnh điểm hỏa, các đồng chí miệng hô bép. Khi thủ pháo nổ, uỳnh, động tác tượng trưng cho tiếng AK nổ, tăng tăng, tăng tăng. Sau đây các đồng chí luyện tập nội dung này. Đồng chí Ngân sẽ thực hiện đầu tiên. Điểm hỏa bép to uỳnh. Điểm hỏa như nào? Điểm hỏa là bép. Bép. Khi nào hô nổ, nó uỳnh. Đó chưa? Dạ, đó. Làm lại. Bép to lợn uỳnh. Làm lại. Điểm hỏa bếp ngựa bếp nổ ôn. Tiếng AK nổ tăng tăng hai lần. Tăng 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 tăng. Tốt. Đồng chí Nhung bếp to nữa. Bếp ngựa. Bếp ngựa. Bếp. Không, công chí không kéo dài. Bếp. Bếp nổ ôn. Nghiêm túc. Làm lại, nổ ơn. Nữa ơn. Dứt khoát. Uỳnh. Uỳnh. Tiếng AK nổ tăng tăng. Hai lần. Tăng 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 tăng. Kéo dài. Tăng 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 tăng. Làm lại, đồng chí Mai. Tập trung. Tăng 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 tăng. Đồng chí Giang. Các ông chí nghiêm túc. Tức là bom thì phải pép, mà nổ thì phải uỳnh, mà bắn thì phải tăng tăng. Tức là cảm thấy là nó rất là dễ thương, vừa dễ thương vừa hài hước nữa. Đồng chí em ai luyện tập. Bép nổ uỳnh tăng 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 tăng. Đồng chí Giang. Hả? Điều hóa. Bép nổ uỳnh. Tiếng AK nổ. Xin lỗi. Xin lỗi ai? Xin lỗi đồng chí chỉ huy. Đồng chí thực hiện lại. Đó. Điều hóa. Phép. Nổ. Đồng chí nghiêm túc. Quan tại sao anh được? Anh đừng xa Mai ra tí ạ. Tập lại. Điều hóa. Phép. Nổ uỳnh. Tiếng AK nổ
Tăng. Hai lần. Hợp tí nè. Xin phép cho em đổi chỗ. Và lúc đấy thì Giang có xin là bây giờ cho Giang đổi chỗ khách Mai ra để cho tránh cái việc cười đấy. Mà nói chung là Giang nghĩ là Giang và Mai cũng không nên đứng cạnh nhau. Tại vì cái tên của mình nó cũng không hợp. Sau đây chúng ta sẽ tiến hành hội thao. Đồng chí nào xung phong nên thực hiện nội dung này đầu tiên. Mời đồng chí Ngân. Giang nào cũng đang chuẩn bị. Thì em nghĩ mình hoàn thành xong nhiệm vụ sớm thì mình được đứng nghỉ ngơi, mình được xem mọi người. Ra vị trí. Tiếp. Thận trọng tỉ mỉ trong từng động tác, chậm, mắt luôn luôn quan sát về mục tiêu. Đến vị trí này, đồng chí xoay súng, nòng súng hướng lên trên. Tay trái chống đầu gối. Tốt. Đây là sự kết thúc giai đoạn mấy đồng chí Ngân? Dạ báo cáo đồng chí, giai đoạn 2. Động tác tiếp theo, động tác lấy thủ pháo. Lúc này tay phải công chí phải tự lực thu súng, lúc này tay trái thực hiện động tác làm gì? Tay trái lúc này làm gì? Trước khi đánh phải làm gì? Trước khi gây nổ đồng chí phải làm gì? Móc. Đồng chí phải kiểm tra cửa đầu bắn. Đồng chí thực hiện động tác kiểm tra cửa đầu bắn chưa? Chưa. Đồng chí tiếp tục giữ thủ pháo và tay phải, tay trái kiểm tra. Tay trái kiểm tra. Đưa từ ngoài vào trong. Hết cơ tay, mắt nhìn theo tay. Kết thúc giai đoạn mới. Báo cáo đồng chí kết thúc giai đoạn 3. Giai đoạn 4 là giai đoạn gì? Báo cáo đồng chí, giai đoạn 4 là giai đoạn gây nổ. Đồng chí chú ý, lúc này giai đoạn này đồng chí phải thực hiện theo khẩu lệnh của tôi, rõ chưa? Dạ rõ. Móc vào gồng gần độ xì. Các đồng chí lưu ý, động tác đứng dậy, khẩn trương, rõ chưa? Dạ rõ. Giật ra cửa chính giữa và ném, rõ chưa? Dạ rõ. Điểm hóa. Bếp. Ném vào, đứng dậy. Nhanh! Đứng yên! Đứng yên! Ngồi xuống tương thấp xuống! Em cũng có tâm sự với mấy chị. Ví dụ như còn trẻ như thế mà nếu mà một người ở ngoài là tại sao không làm những gì mình thích? Không làm cái gì thoải mái hơn, sung sướng hơn? Không chỉ muốn phục vụ nước. Ôi, em nghe xong em cảm thấy trời ơi, sao mình kỳ vậy ta. Nếu mọi người theo dõi Giang trên một quãng đường dài thì mọi người sẽ thấy là la hét ấy, kêu ca, hoặc là rất là điệu, hoặc là như thế nào đấy, hoặc là lơ mơ, mơ màng. Nhưng mà có bỏ cuộc hay không thì chắc chắn là mình không bỏ cuộc. Và sau khi mà chứng kiến những người đồng đội đó thì Giang lại càng không muốn bỏ cuộc.